Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7 trang 5 đến trang 10, sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương. Thì mục tiêu cần đạt được của bài 1 này đó là chúng ta sẽ nêu được một số cái truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương. Thực hiện được một số cái việc làm phù hợp để giữ gìn phát huy truyền thống của quê hương. Phê phán những cái việc làm trái ngược với truyền thống của quê hương. Mở đầu, truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước là những cái truyền thống đáng tự hào, là sợi dây kết nối và đoàn kết người Việt Nam. Dù ở đâu, người Việt cũng sẽ mang theo bên mình cái hành trang về những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Em hãy cho biết những câu ca dao dưới đây thể hiện truyền thống nam của dân tộc Việt Nam. 1. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. 2. Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định cầm roi đi quyền, ca dao. Như vậy thì em hãy cho biết những câu ca dao này nói về thể hiện cái truyền thống nào của dân tộc. Thì ở câu 1 thể hiện đó là truyền thống về cái nếp sống thanh lịch của người Tràng An. Họ có những cái nét văn minh thanh lịch mà nơi khác không có hoặc mà không đậm nét bằng. Còn ở câu 2 đó là truyền thống võ cổ truyền Bình Định đã trở thành nét đẹp riêng làm nên tinh thần thượng võ của người nơi đây. Rồi tiếp theo là phần khám phá. 1. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Làng gốm Bát Tràng nay thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội có bề dày lịch sử hơn 500 năm. Gốm xứ Bát Tràng rất phong phú về chủng loại và kiểu dáng. Có 3 dòng chính: đồ gốm gia dụng, đồ gốm dùng để thờ cúng và đồ gốm trang trí. Nghề gốm Bát Tràng là sự kết tinh sáng tạo của con người qua nhiều thế hệ. Khi chế tác phẩm, nghệ nhân ngoài việc có vận dụng kỹ thuật được học từ cha ông còn phải mày mò tìm hiểu và khám phá cái sáng tạo ra những cái họa tiết hoặc là cái kỹ thuật mẫu mã mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Do vậy, làng gốm xứ Bát Tràng không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được bạn bè quốc tế biết đến. Theo Dương Anh, nghề gốm làng Bát Tràng. Như vậy thì các em thấy, các em quan sát ở đây hình ảnh của nghệ nhân cao tuổi của làng gốm Bát Tràng. Rồi tiếp theo thông tin 2. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được bắt nguồn từ vùng đất cổ Phú Thọ rồi lan tỏa ra phạm vi cả nước. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương khẳng định người Việt có chung một nguồn gốc, tạo nên cái truyền thống đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Thờ cúng Hùng Vương đã trở thành một biểu tượng văn hóa tín ngưỡng kết nối quá khứ với hiện tại, có tác dụng là vun đắp tình cảm gia đình, làng xã và dân tộc. Kính ngưỡng các vua hùng cũng chính là cái ý thức về cội nguồn dân tộc. Trải qua thăng trầm lịch sử, ý thức độc lập tự chủ, bảo vệ quyền quốc gia được các thế hệ người Việt tiếp nối nhau, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Theo Thái Vũ Sổ Tổ Hùng Vương, giá trị dân tộc và nhân loại. Thì các em quan sát ở đây là hình ảnh về ngày Sổ Tổ Hùng Vương năm 2020 được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia. Rồi tiếp theo thông tin 3. Đây là hình ảnh về quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì Nghệ An là một vùng đất có cái truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng. Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, thì Nghệ An luôn có những cái đóng góp quan trọng và to lớn. Đặc biệt là nơi đây đã sinh ra một vị anh hùng dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày nay Nghệ An đang trên đà phát triển hiện đại hơn, nhưng cái truyền thống yêu nước luôn là một cái giá trị quý báu không ngừng được giữ gìn từ thế hệ này sang thế hệ khác.
theo Thái Thành Quý, khơi dậy lòng tự hào và truyền thống vẻ vang của quê hương Nghệ An vững tin, quyết tâm ở chặng đường phía trước. Rồi, sau khi các em đọc các thông tin thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là em hãy cho biết những địa danh trên gắn với truyền thống gì? Ngoài truyền thống trên thì còn có những cái truyền thống nào của quê hương mà em biết? Thì những cái địa điểm ở trên gắn liền với những cái truyền thống đó là đầu tiên đó là thông tin 1 đó là truyền thống làm gốm. Thông tin 2 đó là truyền thống thờ cúng tổ tiên. Thông tin 3 đó là truyền thống yêu nước. Thì những cái truyền thống khác mà em biết, ví dụ như là truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, truyền thống thượng võ, truyền thống lao động cần cù sáng tạo vượt khó vươn lên, truyền thống đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái, truyền thống hiếu thảo. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, em hãy quan sát các bức tranh sau và thực hiện các yêu cầu. Thì các em quan sát các bức tranh. Ở đây là tranh 1. Đây là một cái buổi giao lưu đàn ca tài tử ở trong trường học. Và tranh 2, đây là một cái nghề truyền thống của gia đình. Rồi ở đây, đây là các bạn đang học. Thì đây là một cái truyền thống hiếu học. Rồi, tiếp theo. Đây là một cái buổi lễ trao giải cuộc thi quảng bá truyền thống quê hương trên Internet. Thì yêu cầu ở đây là cho biết các bạn trong những bức tranh trên đã làm gì để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương. Nêu suy nghĩ của em về một cái truyền thống văn hóa yêu nước chống giặc ngoại xâm ở địa phương. Nêu những cái việc làm. Việc em đã làm để gìn giữ phát huy truyền thống của quê hương. Như vậy thì chúng ta thấy các bạn ở trong bức tranh trên đã giữ gìn phát huy truyền thống quê hương bằng cách. Ở tranh 1 đó là tổ chức cuộc thi giao lưu đờn ca tài tử một nét văn hóa của người Nam Bộ. Tranh 2 đó là giữ gìn truyền thống đan lát đan giỏ tre. Rồi tranh 3 là tổ chức các buổi tuyên truyền và họp mặt để tìm hiểu về truyền thống quê hương. Và tranh 4 là tổ chức các cuộc thi quảng bá văn hóa trên quê hương trên Internet. Rồi tiếp theo một số cái truyền thống yêu nước. Đó là sức mạnh truyền thống yêu nước Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì Việt Nam ta thời chống Mỹ đã phát huy cái tinh thần yêu nước đến mức cao nhất, thể hiện ở tinh thần ý chí. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Trước một quân thù rất là mạnh mẽ về mọi thứ như quân Mỹ, thì ta đã chiến đấu kiên cường bất khuất. Những người đứng lên chống giặc ngoại xâm, cần cù trong lao động, anh hùng trong chiến đấu, họ hy sinh cả xương máu của mình để giành độc lập cho nước nhà. Vì vậy thế hệ sau chúng ta phải luôn học tập thật tốt, trở thành những người có ích để noi gương và biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh tính mạng của mình để đòi lấy sự tự do và cuộc sống tốt đẹp của chúng ta. Rồi, tiếp theo những cái việc em đã làm để giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương, ví dụ như là tham gia vào các hoạt động tuyên truyền về những cái truyền thống tốt đẹp của quê hương, chia sẻ với bạn bè về những cái truyền thống của quê hương, tìm hiểu về các truyền thống của quê hương và giữ gìn những cái truyền thống đó không bị mai một. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ là em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Trường hợp 1, trong cuộc thi tiếng hát học đường toàn quốc, hát đã thể hiện xuất sắc bài dân ca và được trao giải thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Nhiều ý kiến cho rằng hát phải rất yêu dòng nhạc dân ca vì thì mới có thể hát hay và truyền cảm như vậy. Câu hỏi là em có đồng ý với ý kiến trên không, vì sao? Thì chúng ta thấy ở trường hợp này chúng ta đồng ý kiến
Đồng ý với ý kiến trên bởi vì không chỉ hát hay mà hát phải có niềm say mê đối với một thứ gì thì mới có thể làm tốt được nó. Đối với hát thì đó chính là trân trọng tình yêu và cả niềm tự hào của hát đối với dòng nhạc dân ca. Rồi tiếp theo trường hợp 2. Nhà trường tổ chức cho học sinh đến tham quan bảo tàng. Khi nghe thuyết minh và xem những cái hình ảnh trưng bày thì B cảm thấy biết ơn, kính phục các thế hệ cha ông đi trước đã anh dũng bất khuất đấu tranh để giữ làng giữ nước. B tự hứa là sẽ học tập tốt để noi gương các thế hệ đi trước. Câu hỏi là em có nhận xét gì về suy nghĩ của bạn B? Em sẽ làm gì để giữ gìn phát huy truyền thống của quê hương? Thì suy nghĩ của bạn B là hoàn toàn đúng đắn. Nếu là em cũng sẽ cố gắng giữ gìn phát huy truyền thống của quê hương qua những cái việc làm, đó là cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự hy sinh ảnh hưởng của ông cha ta đi trước, để mà em có thể để em có được một cuộc sống tốt đẹp như ngày nay. Luôn luôn tự hào và phấn đấu phát huy những cái truyền thống của quê hương, tuyên truyền về những cái truyền thống tốt đẹp của quê hương, chia sẻ với bạn bè ở nơi khác về những cái truyền thống, hình ảnh tốt đẹp của quê hương. Rồi tiếp theo trường hợp 3. Hát cho rằng múa rối nước không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại, do vậy hát không dành thời gian để tìm hiểu và thờ ơ trước các hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống này do nhà trường và địa phương tổ chức. Câu hỏi là em có đồng tình với suy nghĩ và hành động của hát không? Vì sao? Em sẽ ứng xử như thế nào nếu bạn bè người thân có những cái biểu hiện như trên? Thì em không đồng tình với cái ý kiến của hát. Bởi vì múa là một cái bản sắc văn hóa của dân tộc ta, kể cả bây giờ hay là trước đây, thì môn nghệ thuật này vẫn còn luôn luôn được giữ gìn và phát huy. Nếu mà bạn bè hoặc là người thân có những biểu hiện như trên thì em sẽ nói với họ rằng phải luôn luôn nhớ về cái những cái truyền thống văn hóa của dân tộc, đó là niềm tự hào của chúng ta về nguồn gốc dòng họ, tổ tiên của mình. Thay vì bỏ qua những cái truyền thống đó thì chúng ta nên tiếp thu và phát triển giữ gìn nó. Ghi nhớ, truyền thống quê hương là những cái giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thì một số cái truyền thống quê hương tiêu biểu như là văn hóa, yêu nước, chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, cần cù lao động. Để giữ gìn phát huy cái truyền thống quê hương, chúng ta cần tìm hiểu về cái giá trị của truyền thống, bảo vệ và phát huy cái giá trị tốt đẹp từ truyền thống, tích cực quảng bá giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước, đồng thời cần phê phán cái việc làm hành động thiếu ý thức trách nhiệm đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của quê hương, làm ảnh hưởng đến hình ảnh giá trị của cộng đồng. Tiếp theo luyện tập, em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi. Tình huống 1, M sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có truyền thống yêu nước với môn võ truyền thống độc đáo, được nhiều người biết đến. Tại đây các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền hoạt động sôi nổi với nhiều bạn trẻ tham gia. Khi bạn bè mời gia nhập câu lạc bộ thì mời cho rằng học võ làm gì cho phí thời gian. Ngày nay người ta đã có nhiều vũ khí hiện đại rồi. Câu hỏi, nếu em là bạn của M, em sẽ nói gì với bạn ấy? Em cần làm gì để tránh các biểu hiện đi ngược lại hay thiếu tôn trọng truyền thống quê hương? Thì đối với tình huống 1 này, nếu là bạn của M, em sẽ nói với M là quê hương là gốc rễ của gia đình dòng họ của mình, là nơi mình sinh ra và lớn lên, chúng ta là những người con của quê hương, thì chúng ta phải biết giữ gìn những cái truyền thống của quê hương, đó là những cái giá trị về tinh thần vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào cái quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân,
Vì vậy, bạn hãy luôn tự hào và phát huy những cái truyền thống quý giá đó, cũng chính là tự hào về nguồn gốc dòng họ tổ tiên của mình. Để tránh các biểu hiện đi ngược lại hay là thiếu tôn trọng truyền thống quê hương, em cần phê phán, lên án những cái hành vi làm mai một các giá trị truyền thống, phê phán những người làm điều xấu ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình và dòng họ và địa phương. Tiếp theo trường hợp 2, Lan là học sinh lớp 7A, rất yêu thích công nghệ và khám phá thế giới. Lan đã lập một kênh YouTube riêng để đăng tải các đoạn phim về lịch sử và giới thiệu về làng nghề nặng tò he của quê hương mình. Những đoạn phim của Lan được nhận rất là nhiều lượt xem, lời khen từ bạn bè trong nước và trên thế giới. Lan bảo em, bạn tham gia cùng với mình để làm thêm nhiều đoạn phim giới thiệu về truyền thống quê hương nữa nhé. Câu hỏi là, em sẽ nói gì với Lan? Em sẽ quảng bá truyền thống quê hương em như thế nào? Thì em sẽ nói với Lan là nếu có cơ hội, mình mong là mình sẽ cùng với bạn tuyên truyền những cái truyền thống tốt đẹp của quê hương chúng ta. Mình cũng muốn giới thiệu thật nhiều với bạn bè ở nơi khác về những cái nét đặc sắc của quê hương và thể hiện cái niềm tự hào về truyền thống nặng tò he của quê hương ta. Em sẽ quảng bá truyền thống bằng cách đó là cùng Lan đi đến các nơi có người nặng tò he để quay các đoạn phim về họ, học cách làm nặng tò he để có thể giới thiệu với bạn bè, tìm hiểu về lịch sử của nghề nặng tò he và chia sẻ với mọi người. Cùng Lan phỏng vấn nhiều người ở quê hương ta để cho mọi người hiểu rõ hơn về con người, cuộc sống của quê hương mình. Tiếp theo số 2 nhỏ, em hãy sắm vai và xử lý các tình huống sau. Tình huống 1, N ước mơ sau này trở thành một nữ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam để phát huy cái truyền thống anh hùng của quê hương. N luôn chịu khó học tập và rèn cho mình cái thói quen đúng giờ dậy sớm. Năm học nào, N cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. N bảo B sau này cũng thi vào trường quân đội để tiếp bước truyền thống của cha ông đi trước, nhưng lại B lại có ước mơ khác. B cho rằng mỗi người có một cách thể hiện tình yêu quê hương khác nhau. Tình huống 2, lớp H chuẩn bị tổ chức cuộc thi làm báo tường về chủ đề tự hào về truyền thống quê hương. H và bạn thân trong lớp cùng nhau lập một nhóm dự thi. H đề xuất với bạn là chúng ta chọn một chủ đề về văn hóa cộng chiêng Tây Nguyên để dự thi nhé. Bạn của H nói mình không nên chọn một chủ đề cũ như thế. Như vậy thì các em sẽ cùng các bạn sắm vai và xử lý các tình huống theo gợi ý như sau. Thì ở đối với tình huống 1 thì mỗi bạn sẽ có một cái cách yêu nước khác nhau. Nếu bờ không thi vào trường quân đội thì bờ vẫn có thể thể hiện tình yêu nước bằng cách đó là học tập thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội sau này. Còn đối với tình huống 2 thì văn hóa cộng chiêng Tây Nguyên là một cái kiệt tác văn hóa của dân tộc ta. Thì văn hóa cộng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Thì Việt Nam là một đất nước có bề dày truyền thống văn hóa, có nhiều cái nghệ thuật truyền thống cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Vì vậy chọn văn hóa cộng chiêng là một là hoàn toàn hợp lý. Rồi tiếp theo phần vận dụng đó là chúng ta sẽ cùng các bạn trong nhóm tổ làm một tập san gồm có các hình ảnh, nhân vật, câu chuyện kể về truyền thống văn hóa yêu nước chống giặc ngoại xâm của quê hương. Thì ở phần câu số 1 này các em có thể là sưu tầm về các truyền thống tốt đẹp của quê hương để làm tư liệu cho quyển tập san, thì sau đó viết lên các câu chuyện ngắn về những cái nhân vật sự kiện về các truyền thống đó để tuyên truyền với mọi người. Rồi tiếp theo câu 2 đó là em hãy làm việc theo nhóm để lập cái dự án tuyên truyền về những cái truyền thống tốt đẹp của quê hương em.
Thì cái hình thức thể hiện là các em có thể là vẽ tranh, viết báo hoặc là xây dựng trang web.